Kênh Nhà Nông Miền Tây xin được kính chào tất cả quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 7 tháng 9 năm 2021, Kênh Nhà Nông Miền Tây xin được cập nhật tình hình giá mít Thái tại các tỉnh miền Tây để cho quý bà con mình tham khảo nha. Hiện tại thì giá mít đang chững lại ở mức tương đối tốt. Quý bà con mình có mít bán trong thời điểm này cũng là một điều kiện lý tưởng ha. Và hiện nay thì cái chuyện mà đi lại mua bán nông sản thì cũng đã được chính quyền địa phương hỗ trợ rất là nhiều, cho nên bà con mình cũng đã dễ dàng hơn. Tuy nhiên ở những nơi xa, những nơi mà vận chuyển đi lại gặp nhiều khó khăn thì có thể vẫn còn là gặp một chút khó khăn và vướng mắc. Thì cái này quý bà con mình cố gắng liên hệ với chính quyền địa phương để nhận được sự hỗ trợ nha. Lưu ý dùm Kênh Nhà Nông Miền Tây là giá mà Kênh Nhà Nông Miền Tây cung cấp đến cho quý bà con đó, là giá mà anh em thương lái cắt tại vườn nha quý bà con. Đến dựa thì chắc chắn là giá anh em thương lái bán là sẽ cao hơn một xíu, nhưng mà cái này là anh em phải tính có cái sở phí đi lại mua bán nữa, cho nên bà con mình lưu ý dùm Kênh Nhà Nông Miền Tây đó. Cái nào như thế nào thì Kênh Nhà Nông Miền Tây thông báo rõ đến quý bà con như vậy chứ không có mập mờ. Kênh Nhà Nông Miền Tây là hỗ trợ luôn cả anh em thương lái lẫn là quý bà con để chúng ta nắm được cái tình hình giá thực tế ngày hôm nay, để mà mình có thể là mình bán được đúng giá, anh em thương lái mua cũng đúng giá nữa, bà con và anh em thương lái chúng ta hỗ trợ cùng nhau tương trợ để mà chúng ta mua bán cho nó hợp lý nha bà con nha. Rồi, giá mít Thái ngày hôm nay thì nó vẫn được phân loại như cũ là mít nhất, mít nhì, mít bi. Kem thì vẫn có kem lớn, kem nhỏ nha bà con. Giá cụ thể hôm nay như sau: ở khu vực Tiền Giang là 33.000, 23.000 và 13.000, kem nhỏ 13, kem lớn 23. Ở khu vực Đồng Tháp, An Giang 32.000, 22.000 và 12.000, kem nhỏ 12, kem lớn 22. Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long 32.000, 22.000 và 12.000, kem nhỏ 12, kem lớn 22. Ở khu vực Long An là 32.000, 22.000 và 12.000, kem nhỏ 12, kem lớn 22. Ở các khu vực giá mít chợ là 2.000 đồng ha bà con ha. Thì tình hình tiêu thụ trong nước vẫn đang còn rất là ảm đạm, khó khăn. Hầu hết là các cái chợ lớn đều phải đóng cửa, cho nên là tiêu thụ mít trong nước là một cái vấn đề rất là bất cập trong thời điểm này. Bà con mình cũng không có đi mua đồ ăn được nhiều. Đó, thì giá còn thấp lẹt đẹt dữ lắm. Rồi, cảm ơn quý bà con đã lựa chọn Kênh Nhà Nông Miền Tây để tham khảo thông tin nha. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký Kênh Nhà Nông Miền Tây. Và cũng đừng quên, điều quan trọng nhất trong giai đoạn này đó là hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể để chúng ta an toàn trong mùa dịch bệnh này. Cảm ơn quý bà con thật nhiều. Xin chào.